tôi xem nhiều cái YouTube của chú á. Dạ. Qua bao nhiêu là cái rồi. Dạ. Cho nên hôm nay là tôi thấy cái bài trắng ấy nó phù hợp với gia đình tôi nữa. Thế tôi muốn cho nó ở. Bác gái bác Lan đây vừa nói mà vừa rưng rưng nước mắt, vừa cảm thấy là bác xúc động quá. Là thấy cái hoàn cảnh của nó. Dạ. À, tôi muốn thương quá, phải không? Vâng, thương quá mà không biết mà đang mình già rồi. Dạ. Thế tôi muốn nhắn cho chú là tôi muốn nuôi cháu. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Khánh đang có mặt ở tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Và hôm nay Khánh tiếp tục chia sẻ với quý vị về một cái câu chuyện rất là đáng thương. Đó là cháu Trang ở đây. Một cái trường hợp mà rất là đáng chia sẻ quý vị ạ. Cháu không có cha và mẹ thì mất sớm. Một mình cháu lẻ loi, cô độc, sống trong một cái cảnh mà không những thiếu thốn về cái tình thương yêu của cha, của mẹ, mà còn thiếu thốn cả vật chất nữa. Nhưng bản thân cháu Trang là một cháu gái rất là nghị lực, biết vươn lên trong cuộc sống, học rất giỏi. Và bây giờ thì đã đầu đại học rồi quý vị. Tuy nhiên thì cho đến bây giờ, mặc dù đã rất là cố gắng để có thể là đầu được vào trường đại học, nhưng mà cái tương lai để rồi tới đây có đủ cái điều kiện để đến trường hay không thì đó là cả một cái sự khó khăn rất lớn. Và cháu chưa biết là tìm cái nguồn để giúp cho mình có được cái tương lai, bước đến dạng đường như thế nào cả quý vị. Thì vừa rồi đây Khánh có chia sẻ về cái hoàn cảnh của cháu Trang lên kênh YouTube của Khánh. Thì sau đó thì đã được là khá là nhiều nhà hảo tâm chúng ta quan tâm, thương yêu đến hoàn cảnh của cháu Trang. Được rất là nhiều quý vị khán giả chúng ta đồng cảm với cái sự thiếu thốn và cái sự đáng thương của cháu. Và chính vì thế thì đã có một số cô chú chúng ta liên hệ với Khánh để muốn rằng là thông qua Khánh để giúp đỡ cho cháu Trang. Và hôm nay quý vị ạ, một chút nữa thôi thì Khánh sẽ thay mặt cho một số nhà hảo tâm có chút tấm lòng để giúp đỡ cho cháu Trang nhé. Thì bên cạnh đó quý vị này, Khánh đang dẫn cháu Trang đến để gặp một nhà hảo tâm rất là đặc biệt ở tại thành phố Đồng Hới. Khi mà biết về câu chuyện của cháu Trang thì đã trực tiếp liên hệ với Khánh và muốn rằng là sẽ tạo điều kiện cho cháu Trang ở ngay trong nhà của cô luôn, trong suốt mấy năm học đại học mà không cần phải đóng một cái khoản tiền phòng trọ nào. Rất là tuyệt vời. Dạ. Vâng, con chào gì? Dạ, con chào gì ạ? Dạ, dạ, đây là cháu Trang ạ. Dạ, dạ, con đang ghi hình một chút. Dạ, 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 dạ. Cho nên là ngày hôm nay Khánh mời quý vị chúng ta sẽ đồng hành cùng Khánh, cùng cháu Trang gặp bác gái ở đây, rồi vào thăm nhà bác, cũng dẫn cháu Trang đến luôn. Bác tên là Lan. Dạ, bác Lan hả? Dạ, dạ. Để xem rằng là cái vị trí ở chỗ đây có thuận lợi với cái việc học tập của cháu Trang không. Dạ. Thế thì cũng trước tiên đấy, bác Lan hả? Con găm đây con trò chuyện với bác một chút. Trước tiên thì con cũng thay mặt cho cháu Trang ở đây cùng với là các nhà hảo tâm và quý vị khán giả là cảm ơn cái tình cảm của bác Trang, bác Lan rất là nhiều. Đã theo dõi chương trình rồi là có cái sự đề nghị để giúp đỡ cho cháu Trang như thế là rất là tuyệt vời. Thì bây giờ ta vào nhà bác một tí đã hả? Dạ, dạ, đi, đi Trang. Dạ. Nhà của bác Lan ở khu vực đây gọi là phường gì đấy hả? Phường Phú Hải. Phường Phú Hải hả? Vâng. Dạ. Thế này chú này. Dạ. Tôi nói quá để chú nằm hết. Dạ. Là thế này, trong nhà tôi là dạ, có hai thằng con, có vợ có con cả rồi, nó đi làm nhà nước. Dạ. Nhưng mà một thằng này làm nhà nước, còn thằng nữa thì bây giờ nó cũng làm cái đó hết. Làm gì? Là công ty. À, ở đâu? Ở, ở trong 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 Lê Thủy á. Ở Cam Thủy. Dạ. Nhưng mà là nó vợ con ở đây. À. Nhà ní là cái nhà ní là làm là con tôi, nhưng với tôi là tôi trong nó có một nửa. À. Con tôi một nửa. Dạ. Nhưng mà bây giờ nó không ở với tôi nữa. À. Giao toàn quyền cho bác. Giao toàn quyền cho tôi. Nó làm xây nhà khác nữa. À. Chứ nó xây nhà gần sống rồi. Vâng.
Như thế là một là đi trước Tết, hai là sau Tết. Dạ. Cho nên tôi ở một mình. Dạ. Mà tôi thì bộ đội nghỉ hưu. Dạ. Bây giờ là sinh hoạt với cựu chiến binh ở cái phường Hòa Phú đấy đó. À. Mà có một mình thôi. Dạ. Cho nên tôi muốn là giúp đỡ ngay cái tình hình. Tôi thấy là tôi xem nhiều cái YouTube của chú á. Dạ. Qua bao nhiêu là cái rồi. Dạ. Cho nên hôm nay là tôi thấy cái bài trắng ấy nó phù hợp với gia đình tôi đó. Thế. Bác, tôi muốn cho nó ở. Bác gái bác Lan đây vừa nói mà vừa rưng rưng nước mắt, vừa cảm thấy là bác xúc động quá. Là thấy cái hoàn cảnh của nó. Dạ. À, tôi muốn thương quá, thương quá phải không? Vâng, thương quá mà không biết mà đang mình già rồi. Dạ. Thế tôi muốn nhắn cho chú là tôi muốn nuôi cháu. Ồ, tuyệt vời quá. Đến khi nào thì cháu nó muốn ở khi tôi mất đi cũng được. Dạ. Đấy. Quý vị ơi, chúng ta nghe bác Lan chia sẻ mà thấy bác là như là rưng rưng nước mắt muốn khóc luôn quý vị. Thực sự rất là cảm động. Cảm động lắm. Thế nhà bác gần đến nơi chưa? Đây, đây, nhà cuối á. Cái nhà mà có cái cổng vàng vàng đấy ha. Không, nhà cuối á. Dạ dạ dạ. Vâng. Nhà xe mà đã biển á. Dạ, thế bác là có được ba người con. Hai người con. À hai người con, hai con trai. Nhưng mà bây giờ nó có giá thất nó hết rồi. Dạ. Thế là nó không còn liên quan gì tới hết. Nó mua ở riêng hết rồi. Dạ, thế còn bác trai thì sao? Bác trai. Bác trai mất lâu rồi. À bác trai mất lâu rồi ha. Bác trai thì mất từ khi mà cách đấy là 16 17 năm rồi. Dạ. Bác trai cùng bộ đội nghỉ hưu. Vâng. Vâng. Thế bác Lan thì năm nay là được bao nhiêu? 76 tuổi. Ồ, bác 76 tuổi rồi hả? Vâng. À, 76 tuổi mà nghe giọng nói cảm thấy đang còn trẻ trung, con tưởng là khoảng tầm đồ 6 mấy thôi. Đâu, 76 tuổi rồi. Dạ, nghỉ hưu dạ. Là có mấy chục năm của đôi rồi. Dạ. Trang, khi mà nghe bác Lan nói như vậy thì cháu có cảm thấy là phấn khởi không? Có vui không? Dạ thì nhìn lên đây nè. Dạ nghe bạn nói thì cháu cũng rất cảm động vì không nghĩ là mẹ là cha rồi mà con giúp đỡ cháu rất nhiều. Thì lúc đó cháu cũng tưởng mẹ con trẻ thôi vì dòng mẹ đang con kiểu như hành vang với khỏe mạnh lắm á. Dạ thì nhân tiền đấy thì cháu cũng cảm ơn mẹ đã giúp đỡ cháu. Vì hiện tại thì cháu cũng kiểu như hầu giờ đi thì cháu cũng đang lo về việc ở. Thế là cũng thế là tốt đó. Hơi hoang mang một chút. Dạ. Lên đi mẹ giúp được cháu thì cháu rất cảm ơn. Ui, mẹ muốn giúp lắm rồi. Vâng, mẹ muốn giúp lắm rồi. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Cháu Trang cũng rất là cảm động quý vị ạ. Khi mà cháu đang rất là hoang mang, không biết là tới đây về thành phố để học đấy thì cái việc ở như thế nào. Nếu mà thuê phòng trọ bên ngoài thì cũng rất là tốn kém. Ở ký túc xá thì cũng vậy. Đấy, cũng phải là có thêm một cái khoản đóng đầu nữa. Nộp tiền điền, tiền phòng rồi những cái chi phí sinh hoạt nữa. Mà bây giờ được bác Lan ở đây là có cái đề nghị là sẽ tạo điều kiện cho cháu Trang chỗ ăn, ngủ. Đấy, toàn bộ như thế là rất là tuyệt vời. Nhưng mà con hỏi một chút là cái việc mà bác quyết định là tạo điều kiện giúp cho cháu Trang như thế đấy. Thì bác đã trao đổi qua với con trai của bác chưa? À có, con trai tôi nói rồi tôi mới làm chứ. Thế thì điều kiện thì tôi chỗ đi thì càng tốt. Thương quá hả? Vâng. Thương quá, dạ. Để ở với bác cho vui, có bà có cháu. Rồi. Dạ. Mà lại mình nhà cao cửa rồng không làm gì thì cũng để trống như thế thì nó cũng lãng phí. Đấy. Dạ. Nhà bác nhà này luôn à? Vâng. Ủi dồi, nhà đẹp thế. Chứ hẳn xây nhà phía bên cầu á chú ta. À, xây nhà bên cầu luôn hả? Vâng, bên ở chỗ cáo khỏi luôn. Ủi dồi, nhà này đẹp thế, nhà này view ra sông Nhật Lề luôn hả? Đó. Ồ. Thì đây là căn nhà của bác Lan đây quý vị nhé. Cháu Trang bữa sau được về đây ở, bác Lan tạo điều kiện cho như thế thì tuyệt vời quá. Ồ, em chào chị. Chưa nghe. Đóng ở đóng cửa. Trong đóng cửa kín chưa nghe hả? Dạ. Ồ, nhà bác đẹp quá. Nhà đẹp quá, rồng mênh mông bác à. Em chào chị. Dạ. Đi. Dạ dạ. Chào chị nhé. Chị bác ơi đứng đây con trò chuyện với chị một chút được không người lại. Con cháu. Giờ chị bỡ ngỡ quá thấy người lạ vào. Sao mà quay phim quay đôi thì thấy. Thấy bỡ ngỡ quá ha.
Dạ dạ, em giới thiệu với chị, em tên là Khánh, em đang làm với chương trình Kết nối yêu thương đấy. Dạ, thì cháu Trang sang đi vòng sang bên này ngồi đi cháu. Khánh đó. Dạ, Hà Huy Khánh. Đó. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Thì được chỗ chỗ ấy đây. Cháu Trang vào ngồi đi. Được chỗ bác Lan đây có gọi điện cho cháu, cho em. Bảo là sẽ tạo điều kiện giúp cho cháu Trang là một cái hoàn cảnh mà rất là tội nghiệp, không có cha. Mẹ thì mất sớm, cháu sống một mình đơn côi, nghèo khó vất vả. Mà bây giờ học rất giỏi, mà đầu đại học rồi. Có phải mẹ mà thầy chi thầy đưa lên trên đó là YouTube không, không... trên trên. Dạ. Chị biết đó, đó. Chị còn đọc quá cái đó đó. Dạ. Mà hôm nay bác Lan bảo là bác nhà rồng ở đây, bác ở một mình. Bác tạo điều kiện cho em nó về đây ở khỏi với thuê phòng trọ. Thì ở đây được với ba thì tốt quá, giúp đỡ Dạ. Thì nếu mà ở mà thì ba coi như con cháu trong nhà giúp đỡ cho ba đi cho nở là được. Dạ. Con Khánh thì chị biết rồi, chị theo dõi em á. Chị coi em rất là nhiều. Vâng, nhưng mà đến. Chắc là bây giờ em bịt khẩu trang thì chị không chị thấy quen. Bị khẩu trang thấy quen vì em lên làm cái chương trình của bác Pháp ở trên Thái Thủy. Đúng rồi. Chị là quê ở trên đó. Chị quê Thái Thủy hả? Vâng. Nên là thấy quay phim chị hơi bất ngờ đúng không? Hơi bất ngờ một tí. Cháu Trang đây vùng xanh, cháu có thể là mở khẩu trang cho chị gái ở đây nhìn thấy mặt của cháu. Mẹ là quê ở đâu? Cháu Trang trò chuyện với chị một tí đi. Được rồi. Cháu thì quê ở trên Hiên Ninh ạ. Ở Hiên Ninh, Quảng Ninh. Là học ở... Tin mài đi. Học ở Đại học Quảng Bình. Mới bắt đầu vào trường đấy. Giờ là chỉ có một mình thôi, không có người thân hả? Có gì nhưng mà cũng vất vả lắm. Gì hình như là chồng cũng mất hả? Dạ, chồng cũng mất. Đi làm thuê ở dưới Đồng Hới. Gì đi làm thuê ở dưới Đồng Hới. Nếu thế thì tốt quá, về ở với ba thì chị quá yên tâm. Con dâu đầu hả? Dạ. Thì ở với ba được thì quá tốt. Dạ. Nói chung là ở ba xem ba như ba của mình thế. Dạ. Ba xem bé nhỏ như cháu tắt trong nhà rồi giúp đỡ ba cháu giúp đỡ cho nhau. Dạ. Đó. Đồng viên nhau. Đi đường dội chứ đó. Dạ. Cháu Trang ở đây đấy cũng rất là tội nghiệp mà bác ạ. Không những là không có cha mẹ mất sớm mà ông bà ngoại cũng mất rồi. Dạ. Dạ. Nhiều cái lắm nhưng mà lượt hết. Cái đi tư duyệt. Tại đám mê biết số điện thoại điên rồi chứ đứa. Số điện thoại nó lên hình. Đã đúng rồi, số điện thoại nó lên hình. Dạ dạ. Ghi dạ. Như thế là bây giờ Trang khi mà bây giờ trực tiếp đến đây để lúc này là ta đi ngoài đường thôi, còn bây giờ thì đến tận nhà của bác Lan ở đây rồi đấy. Được gặp con dâu cả của bác Lan này, rồi nhìn thấy nhà cửa như thế này rồi thì cái cảm xúc của cháu như thế nào? Dạ thì chứ lúc này đi ra ngoài thì cháu cũng cảm thấy rất bất ngờ thôi vì nhà to quá. Nhà to quá. Thì cháu vô đấy thì cháu cũng nghĩ sau này cháu được ở trong ním không? Thì chứ được cô với ba giúp đỡ thì cháu cũng cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn hai người đã tạo điều kiện tổ cho cháu học trong suốt 4 năm đại học như nữa thì cháu cũng cảm ơn. Thực sự là Khánh cũng chia sẻ cùng với quý vị là có lẽ là bây giờ Khánh đoán được cái cảm xúc của cháu Trang. Chị ạ, em sẽ đoán được cái cảm xúc của cháu Trang bởi vì bản thân em thì cũng sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình nghèo khó. Và trước đây mà mình mỗi một lần mà mình bước chân đến một cái nhà ai mà người ta có điều kiện giàu có hoặc là ở thành phố đấy thì mình rất là rụt rè, mình rất là nhút nhát và mình thậm chí mình tự ti và mình không dám tiếp xúc nữa. Đúng đó. Đó. Cho nên là ngày hôm nay với một cái hoàn cảnh của cháu Trang như thế mà bây giờ bước vào đây ấy, thì chắc chắn rằng là cháu sẽ rất là ngợp, bản thân Khánh cũng rất là ngợp bởi vì là mình sợ rằng là mình bây giờ mình vào ở như thế này á, mình đâu đó không biết là có làm phiền gia đình hay không. Rất là ngại. Thế nhưng mà cháu Trang cũng yên tâm nhé. Ngày hôm nay được bác Lan này. Rồi chỗ chị ở đây, chị tên gì hả? Chị tên Hằng. Chị Hằng ở đây là con dâu cả của bác Lan ấy, cũng rất là vui vẻ, nhiệt tình và có cái tấm lòng bác ái để chia sẻ và giúp đỡ cho những người nghèo đấy. Thì cháu cứ mạnh mẽ, tự tin lên nhé. Dạ. Có nghĩa thế này này,
Chị thì đấy là ba giúp đỡ, nhưng mà thế này này là bé ở với ba thì ba xem là bé như là cháu. Như cháu, còn bé ở với rồi cháu lại xem ba như ba của mình á, đấy là tình cảm như thế. Con ở với ba mà có cái gì mà bé muốn giúp đỡ á hoặc như thế nào thì bé cứ nói đó, bé nói với ba đó, bé nói với chị với cô cái gì cũng được, nói gì cũng được, mà muốn cái gì thì nói. Nhưng mà cô thì muốn là giống như thế là mình ở là mình giống như cái tình cảm mình dành cho nó là giống như người thân của mình thế. Đó, mình đã ở với ba thì mình phải dành tình cảm với ba, với mọi người trong nhà là giống như người thân á. Không có đó. Thế này thế kia đó, không có thân đó. Đó, đó, ở thực sự là rất là đó. Con nên nếu bé muốn cần giúp đỡ cái gì, khó khăn cái gì thì bé cứ nói. Đó, sẵn sàng giúp đỡ. Nếu mà gì giúp đỡ được là gì giúp đỡ. Đó. Như thế, ở là ba có cái gì muốn bé yêu cầu cái gì thì bé giúp được cái giúp, con không thì có gì có chú giúp đỡ hết có gì đó, khó khăn gì. Nhưng mà cái mà cô muốn là cứ mình xem ba như người thân trong nhà thế. Đó. Hai bên là thoải mái, rồi tình cảm là dân như thế đến khi vật đó phải sống được. Dạ dạ. Đó. Con như thế là tuyệt vời rồi, cháu yên tâm đi nhá. Mình không may mẹ mất sớm này, ba thì không có này, rồi là ông bà ngoại cũng mất sớm. Cho nên là cháu thiếu thốn đủ đường, không những là tình cảm mà không những là vật chất mà còn tình cảm nữa. Mà ngày hôm nay được chỗ bác Lan rồi chị Hằng ở đây có cái sự động viên và chia sẻ cho cháu như vậy thì cháu cũng hãy coi đây là như người thân trong gia đình của mình nhé. Vừa được thì hạnh phúc quá rồi vì được ba mà chờ mà đến ba mà ba theo dõi mà ba trường hợp như thế này mà ba đưa về và ở với ba là đúng là hiếm có rồi chứ không phải đâu, không phải ai làm được đâu. Tuyệt vời quá. Thế là chị cũng rất là bất ngờ. Chị có tưởng là ba sẽ là gọi một người ở quê hoặc ở chỗ nào đó mà giống như có ai giới thiệu, nhưng mà đây là ở qua cái chương trình của em. Và ba gọi là chị quá bất ngờ luôn. Chị không nghĩ tới đấy. Không nghĩ tới ha. Vì là thấy đi từ ngoài đó này và có người quay phim này và phải đi vào đây được. Rất là bất ngờ. Sẽ đi ra đâu nữa tỉ. Con mời thầy cha đó. Dạ. Đó chị quá bất ngờ chứ chị không nghĩ tới. Vâng. Đó. Nên giờ vào mà giới thiệu với bọn em vào đây rồi mà chị cứ nhìn chị không nói được câu gì. Khánh vào thì thấy chị Hằng ở đây rất là bất ngờ, nhưng Khánh phải bảo là đứng lại để Khánh trò chuyện với chị Hằng một chút. Chị rất là bất ngờ vì ở đấy thì nhà thì thoải mái, phòng ngóc cái thoải mái. Phòng sau có, trước có, trên có thì nếu mà tiền thì ở dưới này con. Nhìn như thế này là rất là tuyệt vời rồi. Cháu Trang ạ, quá tuyệt vời rồi. Cháu ở đây thứ nhất là an toàn cho cháu này, thứ hai nữa là ấm cúng này, thứ ba là cái điều kiện để cháu học tập mọi thứ nó rất là tuyệt vời nhé. Mà cháu được bác Lan ở đây là tạo điều kiện cho cháu hết cỡ rồi. Như thế là quá quá tốt rồi. Và từ đây đấy mà để di chuyển về trường Đại học Quảng Bình đấy cũng gần đấy. Mà cháu này vừa rồi đây cũng được một số anh chị là tặng cho cháu một chiếc xe máy rồi. Đó thì tốt quá. Thế thì điều kiện rồi đó, quá tuyệt vời. Thế thì hôm nay cháu Trang này nhân dịp đến với chỗ nhà bác Lan ở đây đấy thì chú Khánh cũng báo với cháu một cái tin vui. Đó là ngoài cái việc mà bác Lan tạo điều kiện chị Hằng hỗ trợ như thế là rất là tốt, thì thông qua cái chương trình của chú Khánh ấy thì có hai nhà hảo tâm, đó là một là chú Nguyễn Văn Cung ở bên nước Mỹ ấy. Thứ hai nữa là một nhà hảo tâm nữa ở trong thành phố Thủ Đức đấy, có gọi điện về cho chú Khánh là sẽ tạo điều kiện và sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền đóng tất cả các khoản học cho cháu trong vòng 4 năm nhé. Đó thì tới đây thì chú Nguyễn Văn Cung cùng với là một nhà hảo tâm nữa trong thành phố Thủ Đức đấy sẽ liên hệ trực tiếp với cháu và liên hệ trực tiếp với bên chỗ nhà trường tất cả những cái khoản đóng đầu nào đấy mà liên quan đến cái việc học tập cho cháu. Thì hai nhà hảo tâm đó sẽ hỗ trợ toàn bộ cho cháu, cho nên là cháu yên tâm tự tin lên nhé. Hãy coi đây là một cái gia đình thứ hai của mình. Đúng rồi, cái gia đình thứ hai, và coi cái sự hỗ trợ này là một cái bước, một cái đòn bẩy rất là tốt để cho cháu phát triển tương lai nhé. Ok. Từ tin lên. Và đặc biệt nữa là trong ngày hôm nay thì cũng có thêm mấy nhà hảo tâm có gửi tiền về cho chú Khánh để động viên cho cháu.
thì chú Khánh cũng trao tặng cho cháu bây giờ luôn nhé. Hôm nay là niềm vui nối tiếp niềm vui quý vị ạ. Đó, đầu tiên đó là chú Khánh thay mặt cho một cô ở bên Đức ấy, đó là cô Nguyễn Thị Quyên, là một nhà hảo tâm mà thường xuyên đồng hành với chú Khánh để giúp đỡ cho những mạnh đời kém may mắn. Cô gửi về cho chú Khánh là 1.000.000 đồng để tặng cho cháu nhé. Đây là tấm lòng của cô Nguyễn Thị Quyên này. Thứ hai nữa là một người Quảng Bình chúng ta, thì chú này là một cái chú mà thực sự là rất là đáng thương. Chú bị một cái vụ tai nạn nổ mìn khi mà đi đào đồng nát để gom để bán ấy. Đấy, chú là ở xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Sau khi bị nổ mìn xong thì chú bị cụt một cánh tay, cụt hẳn một tay và mù luôn cả hai mắt. Nhưng chú là một người đàn ông rất là nghị lực, khi mà bị mù hai mắt rồi cụt cả một cánh tay, nhưng mà chú vẫn nghị lực, chú nấu riều này, chú nuôi heo này, nuôi gà được, giỏi lắm. Đấy, chú đã không để lại một cái gánh nặng cho gia đình và xã hội, mà chú còn làm giàu cho gia đình nữa. Đấy, nuôi con trưởng thành. Đó. Và ngày hôm nay chú đó tên là chú Lịch nhá, chú Lịch. Và chú thấy chú Lịch báo với chú Khánh là thấy cháu là một cái người nghèo, nhưng mà cháu có cái đức tính là chăm ngoan học giỏi. À, cho nên là chú Lịch cũng thông qua chương trình của chú Khánh là gửi về là 1.000.000 đồng để đồng viên cho cháu. Và với cái lời nhắn là cháu hãy cố gắng là học tập thật tốt, nắm bắt những cơ hội trong cuộc sống để làm sao sau này với những sự đồng viên của các nhà hảo tâm, với những sự kỳ vọng của những người thân của mình đấy và làng xóm, thì cháu sẽ có được một cái tương lai thật tốt nhé. Đây, 1.000.000 đồng này là của chú Lịch. Dạ, cảm ơn chú. Và tiếp theo đây nữa này, tiếp theo nữa là có thêm 1.000.000 đồng này nữa này. 1.000.000 đồng này nữa là của một nhà hảo tâm là cô ấy. Cô là một người lãnh đạo cấp cao trong một cái trường đại học rất lớn ở bên Mỹ đấy, ở bên tiểu bang Seattle đấy. Đó là cô Hồng Yên. Cô cũng thường xuyên là đồng hành cùng với chú Khánh trong các cái chương trình thiện nguyện, và đặc biệt là đối với trẻ con, đối với những trẻ em mà mồ côi cha mẹ, nghèo khó mà chăm ngoan học giỏi là cô yêu lắm, cô rất là thương. Và biết về câu chuyện của cháu thì cô Hồng Yên cũng rất là thương, thì cô có gửi về cho chú 1.000.000 đồng để đồng viên tinh thần cho cháu, tiếp sức cho cháu trên cái hành trình xây dựng tương lai nhé, phát triển tương lai. Và cuối cùng ngày hôm nay cháu này, đó là có một nhà hảo tâm nữa mà lúc nãy chú có đọc tên ấy, đó là bác Nguyễn Văn Cung, tiếng Mỹ là Cung Văn Nguyễn. Là bác có gửi về cho chú Khánh là 100 đô la Mỹ, và cái số tiền này thì bác Cung có nói với chú Khánh là đưa bằng cái tờ đô la Mỹ luôn cho cháu. Để mong rằng là nó sẽ là một cái đồng tiền may mắn. Đây, hai số đuôi là 66 đây. Đấy, 66 là lộc lộc đây. Sẽ mang lại những cái niềm vui, những cái sự may mắn trong cái hành trình, trong cái hành trang phát triển tương lai của cháu nhé. Thì đây là số tiền của chú, của bác Nguyễn Văn Cung ở bên Mỹ. Và riêng bác Nguyễn Văn Cung cùng với một nhà hảo tâm nữa ở trong thành phố Thủ Đức đấy, thì có một cái sự hỗ trợ đặc biệt, đó là sẽ hỗ trợ toàn bộ cái tiền học phí, các cái khoản đóng đầu trong cái quá trình mà cháu học ở giảng đường. Đấy, để cháu yên tâm nhé. Cháu phát biểu cảm nghĩ khi mà đón nhận được những cái tấm lòng hảo tâm của các quý vị đó nào. Dạ, thì lúc đó thì cháu cũng không biết là được mọi người ủng hộ như thế này. Lúc thì chú Khánh tới thì cháu đã rất bất ngờ thôi. Không ngờ là chú Khánh quan tâm tới cháu như vậy. Bây giờ nhận được số tiền thì cháu cảm thấy rất là biết ơn. Với là việc mà giúp đỡ cháu trong chi phí hoàn thành trong 4 năm đại học, đó là một động lực vô cùng lớn đối với cháu. Nó sẽ giúp cháu, nó sẽ một cái bàn đạp để giúp cháu có thể thực hiện được ước mơ làm giáo viên sau này. Đồng thời cháu cũng cảm ơn những nhà hảo tâm trong khoảng thời gian mà chú Khánh đăng bài đã giúp đỡ cháu, có gọi điện hỏi thăm, giúp đỡ với cả vật chất lẫn tinh thần, luôn ủng hộ, luôn quan tâm cháu, đồng viên cháu rất nhiều. Thì thông qua hơn 2 năm nay thì cháu cũng cảm ơn các chú, các cô đã giúp đỡ cháu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Cố gắng lên cháu Trang nhé. Chú nghĩ rằng là cháu
đã thiếu thốn trong cái tuổi thơ của mình rất là nhiều. Nhưng bây giờ bước vào giảng đường đại học thì cháu lại có những cái niềm vui, hé nợ, những cái sự trợ giúp như thế này. Chú nghĩ rằng đó sẽ là một cái bước đệm rất là tốt, là một cái sự hỗ trợ về mặt tinh thần, và mình phải cố gắng làm sao để mình có thể là phát triển được một cách tốt nhất, nắm bắt được nhiều cái cơ hội để cho cái tương lai của mình sau này nó được là sáng làng nhé. Dạ. Cố gắng lên. Hãy ngoài cái việc học về chuyên môn của mình ấy, thì cố gắng mình học thêm những cái mà nó sẽ giúp ích cho mình về tương lai đấy. Ví dụ như học tiếng Anh cho thật giỏi, đúng không? Dạ. Rồi rèn luyện những kỹ năng mềm, bởi vì đó chính là những cái yếu tố để giúp mình có thêm rất nhiều cơ hội trong tương lai. Bởi vì ngày hôm nay cháu học sư phạm, chắc gì sau này cháu đã làm giáo viên. Dạ. Hiểu không? Dạ. Bởi vì trong tương lai, trong quá khứ chúng ta đã nhìn thấy rồi, rất nhiều người học chuyên ngành này nhưng sau ra làm một cái ngành khác. Cho nên là ngày hôm nay mình phải đa dạng hóa những cái kiến thức xung quanh mình để làm sao để mình có cơ hội nhiều trong cái cuộc sống nhé. Ok? Dạ. Trước khi mà chú Khánh kết thúc cái video này thì bước được đến nhà của bác Lan ở đây, thì cháu muốn nói gì với thứ nhất là bác Lan này, thứ hai nữa là cô Hằng này, để bày tỏ cái nỗi lòng của mình, cái sự biết ơn của mình đối với gia đình của bác Lan ạ. Dạ. Đầu tiên thì cháu rất cảm ơn bác Lan vì đã tạo điều kiện cơ hội giúp đỡ cho cháu. Dạ. Thì cũng cảm ơn bác là đã chọn cháu để cho cháu ở một cái chỗ tốt như thế này. Nhà, nhà thì cũng gần trường, cũng phù hợp với điều kiện ở của cháu. Nên cháu cũng rất là cảm ơn bác. Và cũng cảm ơn cô Hằng đã giúp đỡ cháu để cho cháu có thể ở đây hoàn thành công việc học tập trong 4 năm sắp tới. Thì đây cũng là một động lực rất là tốt để cho cháu tiếp tục học tập và sẽ hoàn thành được khóa học của mình. Thì cháu chắc nhiên là cháu sẽ cố gắng để ra trường với tấm bằng thật tốt và sẽ kiếm việc làm. Còn như sau này cháu sẽ quay lại để cảm ơn ba. Muốn ở với ba thì cứ ở với ba, còn gì đâu. Kể cả việc làm rồi lấy chồng lấy chiếc thôi cũng ở ba. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Như vậy là rất là tốt rồi nhé. Được bác Lan tạo điều kiện cho cháu. Cháu hãy coi bác Lan giống như một người bà của mình đấy. Và mạnh mẽ để tự tin để mà học tập cho thật tốt. Ok. Ok chú. Thế hả? Thế còn thông qua chương trình của con Khánh đây thì con cũng muốn là bác Lan giao lưu vài chút với quý vị khán giả tí hả? Bị cái gì mà là giao lưu đấy? Rồi là vui rồi đó. Nhân được cháu về ở rồi là vui rồi đó. Vui rồi. Thật vui thiệt á. Dạ. Giúp đỡ được cho cháu mà. Dạ vâng ạ. Đông đông thật vui lắm. Dạ. Giúp đỡ cho được một cái hoàn cảnh khó khăn mà có ý chí, có nghị lực như vậy là mình rất là phấn khởi, vui. Bác Hà. Dạ dạ. Thế thì con cũng một lần nữa thay mặt cho cháu Trang và những người thân của gia đình cháu Trang và tất cả quý vị khán giả là những người yêu mến cháu Trang đấy. Cảm ơn bác Lan rất là nhiều. Và chúc cho bác Lan đã luôn luôn là được thật nhiều sức khỏe, sống lâu, trường thọ đấy. Dạ. Đó. Rồi là đài gia đình chúng ta là luôn luôn được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mọi bề là được thuận lợi bác nhé. Dạ. Sống lâu phải sống lâu. Dạ phải sống lâu. Dạ. 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 Trường thọ và khỏe mạnh nữa, đúng không? Dạ dạ. Cả chị Hằng nữa, chị Hằng. Dạ dạ dạ. Vâng. Thế còn bây giờ thì bà cháu tâm sự với nhau, Khánh sẽ xin khép lại chương trình ở đây. Và nếu quý vị chúng ta thực sự thấy đây là một cái video mà ý nghĩa, cũng như là những cái sự chia sẻ của bác Lan cùng với gia đình bác Lan và tất cả các nhà hảo tâm, đó là những cái giá trị rất là tuyệt vời, thì quý vị chúng ta hãy để lại cho Khánh, cho những người trong cái video ngày hôm nay những cái lời chia sẻ, những cái lời nhận xét, những cái comment ở trong video này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt quý vị. Ok, dạ. Bye bye. Dạ. Rồi.